Chào toàn thể quý vị khán giả của chương trình Ngọc Trong Tim. Và kính thưa quý vị, chương trình Ngọc Trong Tim luôn là cầu nối để giới thiệu đến quý vị những tài năng khuyết tật. Và hôm nay trong cái show xuân lần này thì Phương Dung rất là vui để được đón tiếp một giọng ca rất là mới của chương trình Ngọc Trong Tim, đó là giọng ca của bạn Minh Hào. Chào Hào nha. Hào đến từ thành phố Phan Rang, Ninh Thuận. Đây là lần đầu tiên mà Hào xuất hiện trong chương trình Ngọc Trong Tim TV Show. Thì trước tiên thì Hào có lời chào đến toàn thể quý vị khán giả. Dạ, em xin chào chị Phương Dung và chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, Phương Dung cũng đã từng nghe được một vài bài của Minh Hào ở trên Internet. Và mặc dù Hào là một người rất là trẻ nhưng mà bạn đã có một cái sự yêu mến với dòng nhạc trữ tình và đã yêu mến những cái ca khúc của những nhạc sĩ rất là gạo cội, đó là như cố nhạc sĩ Ngô Thị Miên hay là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì Hào ơi, em từ đâu mà em lại yêu thích dòng nhạc này? Dạ, tình cờ là lúc đó em khoảng năm 16-17 tuổi. Em tình cờ em nghe một ca khúc đó là Yêu Em Vào Cổ Chết của ca sĩ Vũ Khanh. Thì khi mà em nghe ca khúc đó, tự nhiên cái em không biết tại sao mà từ yêu dòng nhạc bolero, nhạc vàng, em chuyển qua dòng nhạc này luôn. Mà Hào ơi, cho chị hỏi là vì sao mà em biết đến chương trình Ngọc Trong Tim? Dạ, cái này là do cái duyên. Tại vì em biết đến Ngọc Trong Tim là lần đầu, là lúc đó là em nhớ là có một anh, là anh làm thầy giáo ở Phan Rang, cùng quê với em. Thì anh đăng cái bài phôi pha của em hát ở phòng trà K1 ở Phan Rang. Thì khi mà đăng lên thì có ảnh có kết bạn với chị ca sĩ Thủy Tiên. Thì chị ca sĩ Thủy Tiên cũng là người, cũng là một ca sĩ của Ngọc Trong Tim. Dạ, cũng Ngọc Trong Tim. Thì khi mà chị nghe, tình cờ nghe em hát thì chị tan tên anh Lễ vô, thành Lễ vô. Thì anh Lễ nghe được em hát rồi, anh Lễ nhắn tin rồi làm quen em, rồi anh Lễ mời em hát. Vậy là trước đây em có tham gia một cái chương trình nào của khuyết tật không? Dạ, nói về chương trình khuyết tật là hình như là không. Vậy là bình thường chị có thấy là em hay đi hát ở các phòng trà hả? Dạ, là người ta mời hay là người ta mời, người ta trả cách xe cho mình, hay là em đến em hát giao lưu thôi? Dạ, thường thì em đi hát giao lưu, có người thì họ mời em đi hát, coi như là họ mến mình, họ mời mình đi á. Dạ, rồi xong cái họ mến mình, họ rồi học bo như tiền bo á chị. Là mình được hưởng cái đó. Dạ. Như vậy thì cuộc sống của em hiện tại thì công việc như thế nào hả Hào? Dạ, công việc hiện tại của em thì em chỉ là ở nhà, rồi em edit mấy cái video cho mấy người mà đam mê hát bình thường á chị. Xong cái họ thích rồi, rồi em làm chạy chữ karaoke này kia nọ. Là em làm về phần mềm karaoke hả? Dạ. Ồ, hay quá. Như vậy là sau này mà chị Dung là làm riết là gửi cho Hào làm ha. Dạ, tại vì em làm bằng điện thoại nó không có chuyên nghiệp lắm. Vậy hả? Không, dạ. Không sao. Tại vì ở đâu đó thì mình làm bằng tất cả tấm lòng của mình là được rồi. Đúng không? Thì quý vị khán giả thân mến, Hào là một trong những gương mặt mới mà chương trình Ngọc Trong Tim cũng rất là muốn giới thiệu đến quý vị. Đây cũng là một cái cơ hội để cho bạn có thể tỏa sáng được tài năng của mình. Bởi vì chương trình Ngọc Trong Tim luôn luôn để tâm và cũng là một cái nơi để mà phát huy những cái tài năng khuyết tật. Và hy vọng là khi mà quý vị xem cái show này, quý vị yêu mến giọng hát của Minh Hào thì quý vị sẽ tạo điều kiện cho Minh Hào có thể bay cao, bay xa hơn, giống như các bạn của chương trình Ngọc Trong Tim cũng đã đi rất là nhiều nước. Và chị hy vọng là tương lai sắp tới thì Hào cũng sẽ là một trong những tài năng mà sẽ được đi xa hơn. Như vậy thì em để liên lạc với em thì mình sẽ liên lạc như thế nào hả Hào? Dạ, em có thể đọc cái địa chỉ của mình để mà chương trình Ngọc Trong Tim chạy phía dưới để cho mọi người đều biết đến em. Dạ, số điện thoại của em là 0797590809 và Facebook của em là Minh Hào, và Zalo cũng là số điện thoại là 0797590809.
cảm ơn Minh Hào rất là nhiều. Sẵn đây thì em có một cái ước mơ hay cái hoài bão gì của em mà em chưa thực hiện được không? Em có thể chia sẻ với mọi người để mọi người biết, để có cùng chia sẻ với em không? Niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời em chỉ là ca hát. Vậy đó em hả? Em chỉ được hát. Dạ, em chỉ muốn được hát thôi. Không? À. Dạ. Chỉ vậy thôi. Dạ. Và Dung hy vọng rằng với một cái niềm đam mê cháy bỏng như vậy thì chương trình Ngọc Trong Tim sẽ là nhịp cầu nối có thể giúp cho giọng hát của Minh Hào bay cao, bay xa hơn. Và trước khi mà thực hiện show thì Hào giới thiệu với mình, giới thiệu với khán giả về cái tiết mục của mình, em sắp tham gia trong chương trình này không? Dạ, ca khúc em sắp thực hiện đó là ca khúc Nỗi Đau Muộn Màng, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thiên Nhiên. Ồ, Nỗi Đau Muộn Màng. Thưa quý vị, hy vọng là giọng hát của Minh Hào sẽ được quý vị khán giả yêu mến và tạo điều kiện cho Minh Hào có thể bay cao, bay xa hơn. Trước khi lời chào tạm biệt thì Minh Hào có thể gửi những cái lời chúc của mình cũng giống như là lời cảm ơn đối với chương trình Ngọc Trong Tim, hay là cho gửi những cái gì đó cho các bạn cùng cảnh ngộ với mình không? Dạ, năm mới Tết đến, Minh Hào xin gửi tới các cô chú anh chị hưởng một mùa xuân năm mới an khang thịnh vượng và những điều tốt lành nhất. Là nước mắt tình đã phai rồi, mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sao mắt môi em còn chơi vơi, sao trái tim anh còn chưa nguôi những xót xa một thời. Mong manh đời như lá vàng ú trên cành, long lanh giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm âm thầm anh mang, bao vấn vương cho đời thênh thang những nỗi đau muộn màng. Anh nhớ có mùa thu mây giăng lối, cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi. Em đã trao anh nụ hôn đầu, vòng tay ấm vui. Anh hát cho em bài tình ca đôi mươi. Lang thang tìm đâu thấy người đã đi rồi, mênh mang đường phố vắng bước chân lẻ loi. Người ơi em có nghe là vàng rơi rơi, em có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một đời. Đời như lá vàng úa trên cành, long lanh giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm âm thầm anh mang, bao vấn vương cho đời thênh thang những nỗi đau muộn màng. Anh nhớ
có mùa thu mây giăng lối. Cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi. Em đã trao anh nụ hôn đầu, vòng tay ấm vui. Anh hát cho em bài tình ca đôi mươi. Lang thang tìm đâu thấy người đã đi rồi. Mênh mang đường phố vắng, bước chân lẻ loi. Người ơi em có nghe là vàng rơi rơi. Em có hay khi mùa thu tới, ta mất nhau một đời. Người ơi em có nghe là vàng rơi rơi. Em có hay khi mùa thu tới, ta mất nhau một đời. Người ơi em có nghe là vàng rơi rơi. Em có hay khi mùa thu tới, ta mất nhau một đời. Chào đón quý vị trở lại với chương trình Ngọc Trong Tim phần 2 TV show của Ngọc Trong Tim lần này, với giọng hát của Minh Hào. Hào ơi, em bị như vậy từ bao lâu rồi? Dạ em bị từ trong bụng mẹ. Vậy hả? Dạ. Là khi khoảng từ trong bụng mẹ là khi mà siêu âm là em đã, dạ, đã bị như vậy rồi. Dạ. Rồi khi mà em sanh mẹ sanh ra rồi thì có nhiều khó khăn không? Dạ, dạ có rất nhiều. Dạ, em có thể kể lại một vài cái khó khăn của mẹ mà khi mà sinh em ra như vậy không? Dạ thì sinh em ra thì lúc đó thì khi mà tay chân em như vậy là không hoạt động được như người bình thường. Ăn uống vệ sinh thì hầu như là ba mẹ giúp đỡ em hết khoảng hơn 80%. Vậy rồi em đi học rồi như thế nào? Dạ em không có đi học. Ở nhà luôn tới bây giờ luôn hả? Dạ mẹ em dạy chữ ở nhà. Wow, tuyệt vời luôn. Dạ. Thưa quý vị, bản thân Phương Dung cũng là một người khiếm khuyết. Dung hiểu được những tình cảm của những người mẹ mà có những đứa con không may mắn. Mà phải nói là đối với Dung, những người mẹ mà có con khuyết tật thì là một tình cảm, một tình thương rất là thiêng liêng. Bởi vì có những đứa con bình thường đã nuôi đã khó khăn rồi, mà những người con khuyết tật lại càng là một cái gánh nặng rất là nhiều. Và chưa kể là áp lực rất là nhiều phí nữa. Cho nên là Dung rất là cảm ơn mẹ Hào đã lo cho em được đến ngày hôm nay. Dạ. Vậy thì bây giờ thì công việc chính của Hào là gì? Dạ em bây giờ ngoài cái việc edit này nọ ha, thì, dạ, thì em có thể kể cuộc sống của gia đình như thế nào? Dạ ba em thì đi thu mua phế liệu. À. Mẹ em thì đi bán vé số. Ừ. Em còn hai người anh đầu thì buôn bán mỹ phẩm cho phụ nữ á chị. À. Kem dưỡng da nữa. Còn người anh kế là làm tóc nữ, uống tóc nữ. À, vậy thì với cái khả năng của em vậy thì cái sinh hoạt hàng ngày của em hiện tại bây giờ cũng vẫn là ba mẹ. Dạ. Yeah. Vậy là ở nhà bình thường là em vẫn phải ngồi xe lăn hay là em có thể nếu em hoạt động đi mà trong xóm trong làng gần thì em xe lăn thì có người đẩy. Còn mà ở trong nhà thì em có thể lăn hay là lết trong nhà được. Vậy thì giống như từ nhỏ tới lớn giờ thì em có đi đâu xa không? Em có đi đâu? Dạ có. Em có đi như là Nha Trang, Đà Lạt, rồi Sài Gòn. Chơi với gia đình hả? Dạ, đi du lịch đó chứ. Dạ, đi những cái tỉnh miền Tây, Châu Đốc, rồi Hà Tiên, Cần Thơ, ở đây cũng khá là nhiều. Vậy ở đó em có tham gia sinh hoạt với lại đội nhóm nào người khuyết tật không? Cũng không. Dạ không. Vì sao vậy? Dạ cái này là đi chơi như là người thân mình đi thôi, không có mà không em không có quen biết và có vô hội nhóm. Tức là hồi giờ em không tham gia cái đội hội nhóm nào hết. Dạ. Ồ. Tức là hồi xưa giờ là không tham gia luôn. Dạ. Là hay là em không biết hay là em không muốn?
Dạ em nói chung là em chỉ biết mê nhạc rồi em vô những group nhạc rồi em nghe nhạc thôi. Yeah. Em cũng có vô mấy cái group, một hai group của những người hội khuyết tật. Nhưng mà mấy group đó thì em thấy không có tổ chức hay cái gì hết. Yeah. Em chỉ vô giao lưu rồi thấy mọi người đăng bài vậy thôi. Yeah. Với lại cho chị Dung hỏi nè, lần đầu tiên mà em ngồi trên sân khấu em hát, em có cảm nhận như thế nào? Dạ lần đầu tiên là em thấy nó cũng hơi run. Là hồi hộp. Dạ. Dạ, lần quen cái em hết rồi. Lúc đầu em có cảm nhận được là mọi người nhìn mình bằng một cái mắt thương hại. Dạ. Cái cảm giác đó đối với em như thế. Dạ, em thấy cũng bình thường. Dạ. Dạ. Nói chung là em cũng quen với cái cảm giác đó. Dạ, này, dạ. Đúng không? Dạ. Như bây giờ thì em đi đâu đó hay là đi ra ngoài đó thì em có sợ những cái ánh nhìn của mọi người đối với mình không? Dạ, không. Chị nghĩ cái điều đó là cái điều rất là cần thiết luôn á. Dạ. Tại vì nếu mà chị em mình mà cảm thấy mình bình thường. Dạ. Là những người khác phải dè chừng với mình lại. Dạ, đúng không? Dạ. Tại vì chị thêm gì chị Dung thấy là thật ra cái quan trọng nhất trong những người của mình là mình phải vượt qua chính mình trước. Dạ. Đúng không? Nhất là em là một người có ước mơ trở thành một ca sĩ thì em lại cần rất là nhiều những cái điều đó, bởi vì mình chỉ nghĩ tới việc là mình hát và mình hát bằng cả trái tim của mình, chứ mình không quan trọng là người ta như thế nào, người ta nhìn mình với ánh mắt như thế nào, thương hại không thương hại, điều đó mình không quan trọng nữa, đúng không? Chị chúc cho Hào sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Cảm ơn em đã đến với chương trình Ngọc Trong Tim. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hy vọng rằng quý vị có địa chỉ của Minh Hào. Nếu như mà ở Ninh Thuận mà quý vị có ai mà có muốn mời bạn tham gia những cái chương trình gì đó thì với cái số phone đây, quý vị có thể ủng hộ cho Minh Hào nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, xin chân thành cảm ơn. Đường về cánh